Xin chào tất cả các bạn đang có mặt trước màn ảnh của Pew Pew. Chúng ta cùng đến với một trận đấu vô cùng hấp dẫn. DK gặp Empire. Mình đó là DK có chúng nhỉ? Có đúng nhỉ? DK. DK. Vâng, DK với Mushi, Lam, Isaac, Burning và MY full đội hình. Empire cũng vậy đương nhiên rồi. Lúc này không có lý do gì. Vâng. Radiant team ban. Rất là căng luôn. Vô cùng căng thẳng. 10 seconds remaining. Lúc này chúng ta phải chờ đợi xem là DK sẽ ban gì đây. Họ ban Bad Rider từ bên Vampire, ban Shadow Shaman đầu tiên. Sao lại ban Shadow Shaman đầu tiên? Đây là cái ban chiến thuật. Ember thì meta rồi. Shadow Shaman ban lại ban đầu tiên luôn. Radiant team pick. Lycan. DK's turn to pick. Lycan trong khi đó sẽ được pick đầu tiên về Vampire. Nên nhớ rằng là DK đã rep Lycan của Loda như thế nào qua Alliance ngày hôm nay. Empire pick lại Lycan. Empire pick lại Lycan, rất là hồi hộp. Trong khi đó thì có hai lượt pick tiếp theo của DK, họ sẽ lấy con gì đây? Lion Invoker cho Isaac và Central Warrunner. Rất căng thẳng. Không, Mushi sẽ không đánh Invoker đâu. Mushi sẽ không đánh Invoker mà sẽ là Isaac. Dù đúng hay sai điều đó chắc chắn phải xảy ra. Sẽ không có chuyện đấy đâu. Không có chuyện Mushi đánh Invoker đâu. Có thể là Isaac sẽ đi mid hoặc cả đi off cũng được. Đi off theo kiểu 1 đấu 1 hoàn toàn được. Radiant team ban. Trong khi đó thì Vicious đã được pick. Chiến thuật này có thể push được. Nếu như mà Mushi đánh Invoker, mình sẽ nút. Ok, chiếu lên stream luôn ở tại chung kết của Starladder. Ok. Nếu như mà Mushi chơi Invoker, mình nói luôn cái câu cho lẹ bằng fuck đã bị ban ra cùng với cả Radiant team ban. Còn nếu như mà Mushi không đánh thì sao? Thì bạn nào vừa rồi bảo thế sẽ nút và gửi ảnh về fanpage của Pew Pew nhá. Nhá. Trong khi đó thì vâng, Sand King bị ban ra. Sand King với hai con này cái kiểu chơi chiến thuật đẹp rất là tốt. Sand King có Blink để giúp bụi, xong nó Blink ra ulti với ulti của AA nữa, clear creep. Thứ nhất là nhanh mà clear combat cũng rất là lẹ nên là ban ra. Thường là chiến thuật push với Lycan Furion này nó rất là không thích đối đầu với AA. Và DK's turn to pick. Vâng, đi Ben Viesta mình. VS thì có khả năng stun và ở early game thì đi roam của VS. Có lẽ là Centaur để muốn cho Centaur không bị ganh chết thôi. Vicious với một slow thì chưa đủ để giết, nhưng vẫn còn có thể với Crystal Maiden hoàn toàn có thể giết, phối hợp với Vicious để giết được Centaur.
ngoài con VS thì ra. À, Pew nói qua cách tính tính điểm của giải này. Thật ra thì giải này là đây là vòng playoff LAN đánh online playoff rồi. Còn giải này là ở Hàn Quốc này, đánh vòng loại Hàn Quốc, vòng loại châu Âu, vòng loại Mỹ và vòng loại Trung Quốc. Nói chung là 4 vòng loại đánh cách đây phải được đến 2 tháng rồi. Kênh mình stream không biết là các bạn có theo dõi hay không. Chắc có bạn có, các bạn không. Rồi thì Hàn Quốc được 1 suất sang bên Kiev này. Châu Âu thì được 4 suất, Trung Quốc được 2 suất và Mỹ được 1 suất. Thì khi mà sang đây ấy, thì bây giờ chia bảng đánh. Bảng A gồm có Alliance, Alliance, DK, Empire, MVP, Phoenix của Hàn Quốc. Thì đây là đang ở bảng A. Đánh vòng tròn một lượt xong thì sẽ chia ra hai đội nhất bảng sẽ lên đánh thắng, hai đội cuối bảng sẽ xuống đánh thua. Đánh thua thì thôi là hết, còn đâu thắng thì thắng, từ trên đánh thắng xuống đánh thua. Đấy, đại khái là như vậy. Thì bây giờ đang là vòng bảng, có nghĩa là thắng thua thì nó chỉ quyết định ở cái vị trí đứng thôi. Nhưng mà rơi xuống đánh thua bảng này thì xác định rồi, xuống đánh thua quả này thì reserve time. Ừ thì là hai đội, không phải là hai đội nhì bảng, hai đội bét bảng ấy đánh anh thua, hai đội nhất bảng sẽ đánh anh thắng. Nó chia ra như vậy. Thì lúc này DK đang DK với Empire bây giờ cùng vừa mới có một trận thắng này, cả hai đội đều đang thắng. Bây giờ hai đội đã đánh với nhau, đội nào thắng trận này thì nhất bảng luôn. Thì xác định là nhất thì chắc chắn một suất vào nhánh thắng. Đại khái là như vậy. Bây giờ DK với Empire mà đánh với nhau. Sharyman đã được pick cho bên phía DK rồi. Cả Sharyman, cả Enchantress đi roam sớm. Invoker thì chắc là đi off rồi. Bây giờ pick một con đi mid nữa thôi. Một con đi mid nữa cho Mushi. Mushi trận này đánh theo kiểu những con có khả năng kiểu như là carry mà đi mid ấy. DK hay là DK trận này rất là DK sẽ được pick cho Mushi. DK hoặc là TA. TA trận này thì hơi mỏng, có thể là DK sẽ được pick. Thắng nhánh thua thì cái đội thì lại tiếp tục đánh với bọn mà trên nhánh thắng nó rơi xuống, rồi từ nhánh thua mà móc lên thôi. Thắng nhánh thua thì cứ thắng, phải thắng thì mới được đi tiếp, còn không thì thua là out luôn. Còn không thì đấy, và có một suất ở nhánh thua lên vào chung kết. Clockwork sẽ làm nhiệm vụ offlane cho bên phía Empire. Thật ra thì Clockwork trận này hoàn toàn có thể chết với Sharyman và Enchantress. Mở cock không giải quyết được vấn đề gì. Mở cock Sharyman chộp lại Enchantress, nó lua creep lên, nó lua creep mấy con centaur hay là con chói lên. Thêm một con thêm một Evoker, nếu mà Evoker đi land nữa thì hoàn toàn có thể giết được với mini stun hay sunstrike này đó. 5 seconds remaining. Reserve time. Mood đã bảo rồi, Mushi mà đánh con Invoker này ấy, thì mình nút, ok, nhắc lại, riêng Mushi còn đâu, ai burning, ai đánh cả, riêng Mushi không bao giờ đánh Invoker. Mushi không bao giờ đánh Invoker luôn. Storm nó bị ban ra, cả hai bên đều thiếu hero limit, cả hai bên đều thiếu hero limit, không ban DK thì mình nghĩ là DK sẽ lấy con DK đi mid cho Mushi. 5 seconds remaining. Ừ, chưa bao giờ thì cũng có thể là ngày hôm nay, nhưng mình không nghĩ là như vậy. Luna bị ban ra. Mình nghĩ là DK sẽ pick đây đấy, DK. Trời, mình đứng dậy ra, mình đứng dậy tắt stream này. Bắt đầu tôi run đấy. Và pick lâu thế nhỉ? Tôi tưởng là ngoài DK đi mid luôn. DK cân kèo đánh mid là đúng rồi. Lone Druid cho Burning rồi. Lone Druid cho Burning. Đi farm. Hoặc đi mid cũng được. Lone Druid rồi. Giật á. Ủa giật á. Có giật, các bạn xem có bị giật lag gì không? Mình ở đây thì không có vấn đề gì, chưa có vấn đề gì.
riêng ai sai sai thì lại không bao giờ đánh Lone Druid, nên con Lone Druid này sẽ dành cho Burning. Ai sai sai lại không bao giờ đánh Lone Druid. Mushi không bao giờ đánh Invoker, nên chắc chắn là con Lone Druid này dành cho Burning, mà sen sau là sẽ dành cho Ice Ice Ice. Archangest là sẽ dành cho Lam, mà Shariman thì sẽ dành cho MMY. Cái này nó, cái đội hình của DK nó không giống như các đội Dota châu Âu đâu. Đội các đội tàu nó kiểu nó dập đóng khuôn vào rồi. Empire thì Lycan chắc là dành cho Silent Farm. Mark sẽ là người đánh Clock, Always Wanna Fly sẽ là người đánh Visage, Vanskor đánh Rubik. Sai bây giờ pick một con nữa cho Resolution Limit, có thể là Kling. Kling lên Orchid để Orchid vào đầu. Không đâu, vào DK rồi nó đóng khung rồi, không có chuyện đấy rồi. Bởi vì các bạn phải hiểu này, nếu như bây giờ nhá, mà Burning, nếu mà bây giờ ok, Aisasa đánh Lone Druid thì ok, Mirana được pick cho Resolution Limit. À nhìn nè, nhìn pick à, MMY, thấy không, MMY pick cho Raymond, Burning, Lone Druid, Aisasa pick Invoker, thấy không. Dota của tàu nó đóng khung rồi, không thể có cách nào khác được cả. Đó, mình xem quá là... chưa nhìn thấy à? Ok, bây giờ tí nữa vào game các bạn nhìn thấy giờ. Tí nữa vào game các bạn nhìn thấy giờ mình chạy mình chạy đi đâu đâu. Mình chẳng chạy. Vừa có hỏi bạn đâu hỏi. Tí vào game ạ. Ok. Đây nha. Ok, nhìn này. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Làm gì có chuyện Mushi đánh Invoker được, ai sai sai Invoker. Thấy chưa? Mushi Invoker đâu? Mushi Invoker đâu? Mấy ông lại trêu tôi, làm gì có chuyện ai... Tôi còn đủ tỉnh táo và bình tĩnh để nhìn thấy chữ ai sai sai to đùng đánh Invoker ở đây. Ok. Tôi, các ông, cả kênh chat, các ông hỏi cả kênh chat xem, ông đừng hù tôi. Các ông đừng hù tôi, trong khi đó bên phía kia mình đoán cũng không sai. Đội hình mắc đánh offlane. Mushi đánh Invoker đâu, các ông đừng thế. Mushi đây là tên Mushi. Mushi cũng là dấu huyền ở đây nhá, đánh Centaur. Nhưng vì anh em có thể nút không? Vãi lọ. Kinh vãi. Nói thì nói chứ riêng Burning không phải là Hervos. Nếu như mà đây là đội hình của Navi cơ thì không ai đoán được. Hervos ông thích nên ông đánh còn đi vô cười chẳng hạn, không biết rồi. Nhưng mà đây là DK nên là Dota của tàu thì nó cứng lắm. Trong khi đó thì bên phía Empire, Max giống hệt mình và Vanskor, Rubik, nói chung là thì đánh đến vòng Play of Land này rồi, mà đây là kiểu đánh vòng bảng này, xuống nhánh thua bây giờ không hề an toàn chút nào, nó không phải giống như mấy lần xa đây ở trước. Lần này hên xui cả Alliance cả Na'Vi bị loại, điều đấy hoàn toàn có thể xảy ra. Có thể nút mình chê vậy thôi. Chúc may mắn. Sẽ không có điều gì đặc biệt xảy ra cả. Một trận đấu khá là
Có lẽ là mình nghĩ sẽ làm trận đấu chậm rãi, cả hai bên đều cần item. Toàn những hero cần item và level. The battle begins. Tại nếu như mà điều đó thành thật thì mình có nút thật không? Thật ra thì mình gần như chắc chắn rồi, tại vì gần như bởi vì đây họ đang, mình phải biết là hai đội đang làm gì. Thứ nhất đây là DK chứ không phải Navi. Thứ hai nữa là đây là đang tranh đầu bảng để chắc chắn một suất mà đi tiếp ở nhánh thẳng. Nên là sẽ không, kể cả Navi đánh trận này cũng hên xui, người ta cũng giống như trận Navi đánh trận trước ấy, cũng chả họ đánh nghiêm túc như thế còn thua. Playoff mùa này khác hẳn với lại các mùa trước, căng thẳng ngay từ đầu. Chưa đâu phải tự dưng mình. Resolution với ai sai sai. Rất là nhiều lần chúng ta muốn xem Resolution đấu với lại các pro player đi mid ở khu vực Đông Nam Á và cũng như là châu Á rồi. Đây cũng là một lần mãn nhãn được xem ISSI đấu mid với lại ISSI, người solo mid hàng đầu ở The International 3. Một năm trôi qua không biết là trình solo mid của anh thế nào với việc STZ, Resolution, những cái tên chắc chúng ta thừa biết rồi. Cả Sharaman, cả Lem cùng đi rừng luôn cho ấy lẹ. Khỏi lua luôn. Khỏi đi lua luôn. Một rút tốc. Mô xì. Không có vấn đề gì xảy ra cả. Mô xì. Dandy. Những cái tên đã trở thành quá quen thuộc của chúng ta. Dimit thì có vẻ như là Invoker của ISSI đang có phần hơi đuối chút xíu. Lag không? Mọi người bảo lag thôi. Còn lag không? 2007. Ủa lag rồi hả? Mình vẫn để mọi thứ bình thường mà. Hết trận mình sẽ restart nha. Nhiều bạn kêu lag rồi, mình hết trận mình sẽ cố gắng restart. Denied. Rồi các bạn đợi một chút xíu xem hết lag không, nếu như mà không hết lag thì mình restart stream luôn. Trong khi đó thì Van score một nhất, một arrow chuẩn xác, thả sao. Vâng, first blood, mini stun, side strike. Ôi tiếc tí. Rất nhanh tay, còn có lẽ là Invoker đã làm tất cả những điều gì có thể. Còn đúng một xíu máu à. Hết lag chưa? Mọi người thấy hết lag chưa? Nếu như mà tại vì đôi khi nó bị server bị vậy, chịu. Tiếc quá, tiếc cho ai sai quá, quả tía thì lật kèo quá đẹp. Vâng, Mushi cũng không dám lên cao nữa, mặc dù mua dép lạo sớm. Resolution chẳng ngại dùng cái nhảy của mình chỉ để né, không bị harass bởi mini stun. Đấy là cái điều hoàn toàn đúng. Bởi vì mini stun, hết mini stun thì cái đường, cái lối tăng điểm như thế này nó không còn điểm, không còn cái gì để harass nữa rồi. Ngoài mini stun là khó chịu nhất thôi. Shadow Demon cùng với hai con Centaur đại trụ có thể là một quyết định rất mạo hiểm. Đại trời vừa đổ tối, một chộp gấu đang mất máu, Sunstrike một tôn có lẽ là vẫn chết rồi, nhưng con gấu cũng đã chết rồi. Burning mất con gấu nhưng điều đó chẳng quan trọng, họ vẫn giết được Mark trong tình huống vừa rồi. Có rất nhiều bạn kêu lag quá vậy. Rồi đã có mở hồi máu. Ăn trụ. Một chộp. Một slow. Úi dồi mày thế nhở, hay. Có thế chứ.
Còn gấu quá ngoan luôn, có tê lên hỗ trợ, biến thành gấu lớn rồi. Bây giờ thì quẩy luôn, một giật xét chẳng thể có được vấn đề gì cả. Giật xét bây giờ còn quá yếu, ăn trụ thì về thôi. Có fortify thôi chết là hơi vất vả quả này. Gồng lên rồi, có arrow không? Có arrow không? Ăn được trụ rồi. Quả chói rất là nhạy cảm tình huống vừa rồi. Trong khi đó, một pha đổi máu của Mushi, một tôn Sunstrike quá hay. Offland mà giết carry như solo như thế thì quá tuyệt vời, còn gì nữa. Quá hay. Một tôn, một đổi máu. Phối hợp rất nhịp nhàng thì hôm vừa rồi. Họ đã nháy nhau rồi. Không giống như chúng ta thường đánh pub, tất nhiên rồi, đương nhiên rồi. Khi mà tun xong mới dám hét lên đây, người ta nói trước rồi. Tao sẽ tun và mày sẽ sun strike. Me thinks you wanted that. Vâng, DK 42 rồi. Một ulti của Mirana. Gấu, 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 gấu. Không ổn, không ổn, không ổn. Không ổn, một nhấc mở cock, không ổn rồi. Nhưng có là gấu con ở bên trong, rất có thể. Úi dồi, arrow bay vào. Có khi chết cả gấu bố con, đúng là như vậy. Một pha mở ulti của Mirana để ăn gấu. Rất nhịp nhàng. Chỉ riêng tiền hỗ trợ các team đi lại của các team đi lại thôi, số tiền được cộng thêm vào sau khi mua vé các bạn đã biết là bao nhiêu tiền không? 40.000 đô la Mỹ. 40.000 đô la Mỹ cho hỗ trợ thêm ấy, chứ còn số tiền lúc đầu để bỏ ra cho các team thì không được tiết lộ, nhưng mà hỗ trợ thêm cho các team là 40.000 nữa với số tiền mua vé. Dota 2 có một cái cách, có một cái cách để cả fan Dota 2 xem cũng như là để có thể những cái giải đấu theo đúng ý của mình, rất là hay như vậy. Đâu sao lại giải nhất chỉ có 13.000 đô? Ui vãi ông nào, thông tin ở đâu 13.000 đô giải nhất? Mình xin cung cấp lại cho bạn cái thông tin về cái việc là bạn bảo chỉ có 13.000 đô giải nhất, kinh dị thật. Để mình sẽ, ok, mình sẽ nói lại cái price pool với các bạn. Rồi đây rồi, từ từ mình sẽ tap ra sau, từ từ đã. Đây rồi, một chập xem tao đi vào không kịp tôn, nhưng lát một quẩy giật xét đơn giản thôi. Một pha slow ulti lên của Sentau không được rồi, sao á. Hook cũng không thành công của Mark. Vâng, arrow thẳng mặt luôn ngay bên cạnh. Sau đó một pha dậm chân ở Samson vẫn chưa chết kìa. Ôi ôi, bắn thế là xong. Vẫn là một đổi một. Sunstrike hay quá của Ice. Sunstrike quả nhạy cảm vãi trưởng. Chạy không được mà không chạy cũng không được. Hết game này mình sẽ restart. Nếu mà lag nữa thì hết game này mình sẽ restart. Thấy nhiều bạn kêu lag quá. Trong khi đó thì Van score chỉ có level 6, Rubik không có level 6, hơi phế. $75.000 cho giải nhất. $75.000 cho giải nhất. Đã nhờ. $75.000. Nhưng mà họ cũng đánh trong vòng, tính ra chia ra Sunstrike. Ui, quả đấy Resolution cũng tỉnh. Quả đấy Resolution cũng tỉnh quả đấy. Pharaoh trúng creep. Phải nói là quả đấy cũng tỉnh.
40.000 là 40.000 là cho thêm các team này, các team đi lại ăn uống ấy, chứ không phải là 40.000 cho đi lại. 40.000 đi lại làm sao mà đủ? Một team từ Mỹ 5 người thêm quản lý khoảng 6 người. Hai team từ Trung Quốc. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, con gấu nó nhìn thấy trước rồi, hơi mệt rồi đấy, hơi mệt rồi đấy. Bây giờ húc không? Con gấu ở chết rồi. Không. Đắn đo như này có khi chết ngược, biết ngay phải té thôi. Té. Quyết định là té. Ban score chưa có level 6. Resolution farm. Bởi vì anh ấy phải đi gank chứ không, nếu mà nói farm trên lane không thì cũng khá là ngang ngửa với Isis. 40.000 thì không đủ để làm sao mà đủ ăn uống rồi máy bay trong 4 ngày, chính xác là 5 ngày. Có team là 5-6 ngày. Một team từ Hàn Quốc đó. Chưa, giải này không phải lớn thứ hai sau The International đâu các bạn. Giải lớn thứ hai sau The International hiện nay là WPC World Esports Champion League. Mình cũng đang cover giải đấy. 244.000 hay 243.000. Có Ronin V. Nên nhớ có Senchi ở đây. Thôi rồi lượm ơi dụng bông hoa gạo. Hôm nay Resolution dục vào bụi cây. Aroza vẫn dồn đem vào. Hết định vị Sunstrike cắm thêm. À hay quá. Cắm quả Senchi hay nhá. Phải nói là cắm quả Senchi nhạy cảm. Rất là tỉnh luôn nhá. Cắm quả Senchi không thể hay hơn nữa. À, giải này được tổ chức ở Kiev. Kiev không biết là của Nga hay là của cái gì nhỉ? Của Nga hay là của cái gì? Nước gì nhỉ? Mình không nhớ tên của nó là cái gì. Mà rất là nhiều trên báo đợt này đang đánh nhau ấy. Ukraine mà các bạn, mình không nhớ nổi tên nó là cái gì. Ukraine đúng không? Cái riêng cái cyber của Star Ladder. Việt Nam mình, nhưng mà Việt Nam mình mà có cái cyber đấy thì chắc là ế, chả ai vào. Máy khủng rộng chắc lại chả ai vào. Chỉ đợi tổ chức mấy giải này thì lại không có giải như này mà tổ chức. Đấy là sân nhà của Bồng Phá Rút Tốc, chỉ là giết đại thôi. Sân nhà của Navi. Lycan vẫn đi lên hand of Midas cho Lycan luôn để tăng tốc farm. Lượng vàng chênh lệch lúc này là bằng gần bằng không. DK đã từng có lợi thế về việc bảy mạng nhưng Arrow trúng nhưng không giải quyết được vấn đề gì, không qua lên backup cả. Tất cả mọi support của bên phía team Empire lúc này đang lùi khá sâu. Một ván thua, một ván thắng, làm sao mà được như thế? Bạn sẽ phải đánh với ba team mà một bảng có 4 team thì bạn sẽ phải đánh với 3 team mà. Arrow! Ôi trời, con kia nó quay đẹp nhỉ, như phim. Như một bộ phim, con kia chết, xoay người. Clock sẽ hút vào khi cần thiết nhưng nên nhớ rằng là ai sai sai có thả lửa. Nên nhớ rằng ai sai sai có thả lửa, mình chỉ nói vậy thôi. Hút vào quả này có khi bị dồn đem chết cả team Empire đấy, nhưng mà họ dồn vào. Gấu vẫn free farm 3.700 tiền rồi. 3.800. Té thôi. Smooshy cũng gần có Blink Dagger rồi. Dồn mà không được, biết ngay mà Empire sao dám dồn vào quả đấy. Networth rồi, các bạn muốn xem Networth, mình sẽ bật Networth cho các bạn. Thật ra thì Networth bây giờ nó cũng chưa chuẩn lắm bởi vì còn sớm quá, mới có 15 phút và cũng chưa có gì cả. Cái lượng vàng chênh lệch bây giờ nó cũng không phụ thuộc. Ví dụ như là gấu chẳng hạn, mình thấy là 6.600 nhưng không hề có nguy hiểm gì tại thời điểm này, nó chỉ đi push thôi. Networth thì ở khoảng phút thứ 20 thì bắt đầu chuẩn. Phút thứ 20 trở đi bắt đầu nó mid game nó bắt đầu hơi qua đi chút xíu rồi. Gấu à, gần 7.000 mà để đánh nhau với Lycan tại thời điểm này thì gấu làm gì có cái gì đâu. Vẫn đang đi farm. Lên hand of Midas nữa, đau đầu.
Thế thì còn farm đâu mới có Radiant. Một hút đẹp, mở cork, thả sao. Vâng, arrow vào chuẩn xác, thả sao. Chết chắc. Chết đẹp luôn. Trong khi đó thì ở mid lại là một pha Sunstrike. Vâng, hú lên của Mushi để stun sau đó. Ở đây, lóng nga, lóng ngóng. MMY. Không có, ơi, không dùng gấu để block. Không dùng gấu để block. À, à, đây rồi, mình vừa nói xong. Đây rồi. Nằm xuống đấy. Được rồi, chuẩn bài. Có Senchi ở đây. Có Senchi ở đây, chết hai con gấu con rồi. Hai con đệ này chắc cũng nằm xuống rồi. Vỡ mồm. Ui rồi, chết một con chim. Mushi có Blink Dagger rồi. Arrow ra nhưng không trúng ai. À, sói, xin lỗi các bạn. Vừa sói vừa gấu trong một trận đấu. Đáng lẽ thật ra 15 phút thì burning, nếu như mà mọi người bình tĩnh farm thêm một chút xíu nữa có Radiant ở phút thứ 20 cũng hoàn toàn tốt. Đi đốt hoàn toàn được, lên bàn tay vàng thì lại phải đi farm khoảng thêm phải 15 phút nữa mới có thể đánh nhau được. Phụ thuộc vào đồng đội thôi. Phụ thuộc vào đồng đội cover. Con chim. Không được rồi, đáng tiếc thay. Đây chỉ có bỏ chạy đi farm thôi. Không giúp ích được gì cả. Có Radiant thì ít ra còn có cho Radiant đi vòng vòng, có thể đốt hỗ trợ combat hoặc là dí push trụ. Đi push này, nếu như mà Laundry chơi theo cái kiểu này ấy, thì Lycan sẽ có rất nhiều khoảng trống để có thể đi farm. Wow! Ice. Invoker Master luôn. Bất kỳ một địa điểm nào trên map anh cũng có thể giết được. Chỉ cần không chú ý tí xíu chết. Always wanna fly. Tí thì chết. Invoker có một riêng một set nữa. Riêng một set cho mình. Ai sai sai cũng lên sách à. Bây giờ cả hai bên đều chơi chiến thuật push. Nói chung là để tìm được một team bây giờ mà không chơi theo chiến thuật cắn trụ ấy, nó khó lắm. Các team đều, hầu như team nào cũng chơi theo cái chiến thuật đấy. Để tìm được một team như là Na'Vi hay là MVP Phoenix chẳng hạn ấy. Nó thế nên là nó thú vị ở cái chỗ như vậy. Gần như chúng ta bây giờ xem nhiều team mà chúng ta cảm thấy là họ giống nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, chỉ khác player và khác cái một chút xíu về cái những con hero mà họ chơi thôi. À, có Radiant đây rồi, farm rất là nhanh. Rất là nhanh. Cuối cùng thì cũng có Radiant. 20 phút đấy, kiểu gì cũng có Radiant hay hơn chứ nếu mà đi tiêm. Hục chuẩn bài lại chết rồi. Vâng, gấu con cũng nằm xuống luôn. Gấu con cũng chết. Mở giáp gai lên hú rồi. Lam. Thế thì không hỗ trợ được. Không hỗ trợ được burning rồi. Burning. Giúp. Burning. Không được rồi. Nó bắn tổng hốc rồi. Nó nhìn thấy rồi. Trong khi đó ở phía bên ngoài, kể cả là Envy của Mirana không giải quyết được vấn đề gì khi có Senchi. Blink vào. Senchi cắm xuống nhìn thấy. Một pha mở cock. Không thể tun được. Đứng tele. Làm gì đó đi. Không làm gì được. Blast. Không có Blast. Không đang cooldown skill. Đứng tele về. Ôi. DK bị outplay trong tình huống vừa rồi. Cắm đến hai cái Senchi cuối cùng giết được có mỗi Rubik. Tí xíu. Hai bên đều. Bên này thì hai con đệ ở Invoker, bên kia thì hai con đệ của Vicious. Bên này có con gấu thì bên kia có con sói. Sức push cũng ngang nhau thôi. Bên này hai con sói còn có hẳn hai bây giờ nên sách nữa, nhưng mà Invoker cũng phải có sách rồi. Giống hệt.
Quả đấy giúp, thật ra là giúp, giúp hay không giúp hay. Arrow! Ui! Rất quyết đoán, Sunshine hỗ trợ không giải quyết vấn đề gì. Trong khi đó thì Assumption, ai sai sai, pha Blast hỗ trợ đây rồi, quẩy, quẩy, Vanscore. Ơn vào mặt rồi, Vanscore có chạy được không? Radiant đốt, rất hay. Nói đùa ấy, phải gì ai sai sai đánh ngọt thế. Một pha Arrow không chính xác, đây rồi, đẹp luôn. Một pha mở Mechanizer mới để cứu VC Star xuất hiện rồi. Ulti Assumption gần chết, I'm wide. Trong khi đó ở phía bên ngoài tôi nghe thấy tiếng của Lycan đang hú này để gắn gấu con. Lại tiếp tục của Assumption để kết thúc được Shadowman. Trong khi đó ở phía bên này không, không thể viết được. Assumption. Vâng, vâng. Ai sai sai, không được rồi, hay quá. Giết ngược luôn, VC chết bởi vì Agent chết rồi. Mark không xuất hiện trong pha combat vừa rồi vì anh đi ăn trụ. Nhưng mà Lycan cũng mất hồi sinh. Silent ngáo rồi. Đứng tele về. Sunshine nào, ai sai sai? Ơ? Anh đặt Sunshine ở đâu ấy nhỉ? Ủa? Vừa cooldown xong. Đặt ở đâu ấy nhỉ? Hay là tuột tay đặt ở đâu ở trên map mình không nhìn thấy. Hay là đặt đâu ở trên map mình không, mình trượt tay mà không nhìn thấy, vâng, đổi qua gấu bố cầm Radiance rồi. Cooldown à? Thấy đang cooldown tưởng là dùng rồi, tưởng quả đấy là dùng xong mới cooldown. Gấu bố cầm Radiance. Sách 2 lên cho Invoker rồi. Trận đấu này căng thẳng ở cái hướng đấy là ai push được. Không combat thì nhiều. Gấu con sắp có để cho mình cái AC. Khi mà farm được Hyperstone rồi, phần còn lại của cái AC farm nhánh tốc farm không có Radiant nữa, lên lẹ. Không làm gì được, Lycan không làm gì được. Radiant đốt, nhìn Radiant đốt này, không, hai con gấu con không mất máu luôn. Khả năng regen nó quá tốt. Hóa liền rồi, mở sách, đứng tele đi, đứng tele rồi. À ôi, hay quá, dùng gấu để có thể đỡ quả Arrow vừa rồi. Hay vãi lọ. Quả đấy mà mắc ấy, mắc mà đi thẳng lên trên này ấy, rồi hút vào hay hơn. Mắc tự dưng rút vào góc này càng ấy. Quả đấy đi hẳn ra chỗ khác rồi hút vào hay hơn bao nhiêu. Hay quá, quả burning bình tĩnh. Trong khi đó thì Vicious đã có trượng xanh này. Ba con đệ thì ai sai sai, có bốn con đệ, thế là tổng cộng là 5 con đệ bên phía DK. Bên này có 2 này, là 5, à đâu là 3 này, 2 con là 5, 7, 7 con đệ. 7 con tổng cộng. 7 đấu với 5. 7 đệ với 5 đệ. Anunhas đẩy trụ top. Bây giờ vào combat nhỉ? Tất cả đệ đều xuất hiện, chắc là kín cả màn hình toàn đệ, chẳng biết bên nào gì đấy. Cho nó tự đánh. Chẳng biết được, bây giờ một đống đệ sắc xiếc mở ra. Archanchess thì mình nghĩ không lấy đâu, bây giờ thời điểm này lấy đệ gì nữa. Đệ Archanchess giờ chắc chỉ làm cảnh thôi, đánh nhau gì. Đổi trụ bên nào nhanh hơn. Bên này thì có gấu con vào trụ nhanh hơn. À, gấu con vào trụ mạnh hơn khi mà vào trụ. Với cung quầy không, bên kia nhanh hơn rồi. Bên kia Empire tung Arrow vào. Không chính xác. Trụ rồi. Phải đép rồi, không được.
Ở trong khi đó bên này vẫn còn đệ ở đây thả ra về đép rồi. Ba con hàng về thơm 300 đô. À quên 300 tiền, sao 300 đô? 300 đô à 300 tiền. Sao mình là đầu toàn nghĩ tiền ấy. Ngày hôm qua Fnatic ăn được 14.000 đô thì mình cứ bảo 14.000 vàng. Đây là do cast Dota lâu ngày ấy bị loạn tiền tệ. Soundstrike! Wow! Trời! Radiance bottom tower is under. Sai sai hay vãi cả. Ai tiêu biết được ai sai sai đánh invoker. Mới có 4 mạng rồi. Đứng nhà rồi. Con gấu. À có con chó con ở đây. Một dậm chân. Gấu con bắt đầu bá rồi. Gấu con bây giờ bắt đầu có tốc đánh, có radiance các kiểu, bắt đầu bá rồi. Hồi hộp phết nhỉ. Không biết là bên nào combat giờ sẽ như thế nào. Sunshine mà mắc đeo là 400, mình nhớ là như vậy. 475. 475 chuẩn ăn vào thẳng vào máu. Có cả gem rồi. Clock. Arrow. Không chính xác, nhấc lên. Rút tốc rồi. Không mở combat được rồi. Rồi Mirana bị nó giúp. Đứng TD về. Mất trụ đắn đo một blink resolution sunstrike vẫn nhảy đi nhanh tay thế nhỉ. Một pha blast always wanna fly. Bây giờ làm sao ok. Lycan làm gì kia? Lycan một mình Solomon đã chộp lại, nhưng một mình Lycan làm gì đấy? Đồng đội đâu? Mini stun chết là cái chắc rồi. Bị nhấc lên đến từ Vanscore mà pha mở cock ai sai sai ở phía bên trong này rồi, nhưng Mark vẫn còn quá khỏe. Trong khi đó pha blink vào đổi máu chết luôn. Đứng đây một pha bắn rocket vào đã kết thúc được Mushi. Double kill cho bên phía DK burning. Giờ khỏe hơn rồi. DK là khỏe hơn rồi. Combat bị loạn. GG là cái chắc là Sunstrike. Quá tởm. Rốt luôn mới sợ. Rốt luôn mới sợ. Cắn phát rốt luôn. Khóa tay con gấu con. Mecha được mở lên. Lại tiếp tục và quẩy tiếp. Ai cản. Các team châu Âu thua hết. Có mỗi Empire thắng này MVP Phoenix đến đây phút này. Bây giờ thì Empire thua cả đây cả. Empire thua DK, Alliance thua DK, Navi thua EG của châu Mỹ, Rockets thua EG của Trung Quốc. Bốn chiếc vé của châu Âu thì châu Âu là đông xuất nhất vào vòng LAN playoff bởi vì nó gần và lại nó cũng là truyền thống của Starladder ở đấy mà. Bốn slot thì có bạn hỏi tại sao không có Spirit Gaming của Việt Nam. Thật ra thì cái vấn đề này trong trận đấu với của Aliens Aliens với cái gì mình tự dưng lại quên rồi. Aliens thua đội nào ấy nhỉ? Cũng thua DK thì có nói là game cả game TV nữa. Mùa sau là game TV với Spirit Gaming sẽ được mời một vé sang Kiev của Ukraine. Các bạn nhớ là phải ủng hộ nha. Ủng hộ hai team. Gấu vừa rồi soi rồi đây. Đồ làm sao nó thay đổi nhanh được vậy? Vừa soi ở pha combat ở đây này. Trong vòng mấy phút mà lên được thay đổi được đồ ngay chắc là
chìm dụng liên tục cái này. Ôi trời ơi, ôi trời, còn một ít nữa. Chim chóc Z Vicious mà không có chim thì cũng phế. Nói chung là đội hình của DK bây giờ nó khó thua hơn combat họ hơn, bởi vì họ có invoker. Bên phía Empire chẳng có hero nào combat được tốt ngoài clock. Ngoài clock ra arrow bay vào cũng không trúng ai. Ngoài clock ra thì clock hút vào thì xong rồi, em invoker cũng đây rồi. Blink ra, ơ không được, rút tóc rồi. Quả này mà hút vào là sai lầm. Ui may mà không trúng ấy, mình nói thật luôn, may mà không trúng ấy, mình nói mà. Sunstrike lần này không chính xác. Đấy là còn không trúng mà còn thế này, hút vào quả đấy lại rốt rồi. Ui giời, may mà còn hút không trúng. Nói mà có mỗi giờ chả lấy gì để có thể thắng nữa rồi. Bên phía DK bây giờ thứ nhất là đem tay họ to hơn, đem tay họ to hơn, đồ có lẽ là họ cũng nhiều hơn, điểm kinh nghiệm họ hơn, vâng 7-8 nghìn. Cái skill của con hero nó cũng tốt hơn. Wow, nếu mình không nhầm, à không phải, mình tưởng quả đấy phá Aegis, mình đọc lại, không phải, tưởng quả đấy phá Aegis. Chắc là DK được thêm 3 fan nữa khi nhận được đồ. Tưởng quả đấy phá Aegis mới là burning. Khỏe quá à. Rồi nhà đệ là bây giờ chỉ việc ăn trụ thôi. Một nhấc ném vào phía sau. Sói còn khổ thật rồi. Chim con không đấu lại đẻ con. Cho hẳn chim con ở bên trong à. Always wanna fly. Không để ý rồi, không để ý phát mất hơn nửa bình. Chỉ đập trụ thôi, mọi thứ trở nên vô cùng đơn giản này. Húc rồi, chúng ta chuẩn bị có thảm họa. Vâng, bây giờ thì là một pha blast hỗ trợ nhưng không chính xác lắm, lại chói kìa. Như đúng rồi, lại một pha chộp lại, em ngoài đặt Ice War rất chuẩn xác ở đây. Burning đã gọi gấu mới ra, ulti đến từ xem sau, một pha blink vào đến từ xem sau và sau đó đổi mẫu. Always Wanna Fly đã nằm xuống rồi, trong khi đó thì bên phía này gấu đang có kẻ cắn gấu con và Lycan mà. Oh, ui sời ơi, tí nữa thì trúng quả đấy. Một pha 4 star bên trong chộp được lại rồi, trong khi đó thì một blink vào không cần thiết làm ở ngoài quá đầu. Fortify chả giải quyết được vấn đề, bây giờ có cả sách cả đệ đi ra gấu con vả Lycan không chịu nổi. GG rồi. Một blink đẹp, đệ khỏe thế kia, monster kill, double kill. Ai sai đánh invoker trận này tuyệt vời quá, quá tuyệt vời luôn. Quá ghê, thật sự là như vậy. Quá ghê, thật sự là wow, thật sự thì quá ghê. Nói gì thì nói chứ quá hay. Không hề có bất kỳ một
khoảnh khắc nào mà bên phía Empire thật sự dẫn được trận đấu này cả. Lonjui farm tốt, 685 gold per minute. Invoker thì khỏi nói là sao, những pha Sunstrike xử lý gọi đệ bắn Blast, đặc biệt là pha First Blood thiếu chút xíu nữa thôi thì đã lật kèo, mặc dù là 2-1. Một trận đấu tuyệt vời của DK và càng chứng tỏ rằng Dota Trung Quốc vẫn còn trên đỉnh cao, khi mà tất cả các đại diện của châu Âu lúc này đều đang thua ở vòng bảng và có thể là sẽ phải gặp nhau những thua chăng. Điều đó vẫn còn chưa quyết định bởi vì đây mới là một nửa vòng bảng thôi, chúng ta chuẩn bị vào game đấu tiếp theo sau một vài phút nữa. Trận đấu tiếp theo sẽ được diễn ra, đó là trận đấu giữa, để mình xem nào, Alliance và MVP Phoenix. Nếu như Alliance mà thua MVP Phoenix, họ chắc chắn sẽ phải rơi xuống nhánh thua. Trong khi đó thì cơ hội để mà MVP Phoenix có thể thắng được Alliance là gần như bằng không. Chúng ta cùng đến với trận đấu đó sau khoảng một tiếng nữa, đó là vào lúc 10 giờ, khoảng 10 giờ 15 phút và 10 giờ 30. Hay mình có thể check lại ngay giờ cho các bạn ngay bây giờ, đó là rơi vào khoảng khoảng 10 giờ 20 thì sẽ bắt đầu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi ít phút trước khi vào trận đấu tiếp theo. Vừa rồi là phần stream bình luận của PewPew trên PewPew channel. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Mình sẽ restart stream nhanh chóng.